Yeah, look. Nè, cái tí luôn này. Cái này chán mà gãi áo này. Này, đấy. Cái bên kia luôn. Cái cậu bé này kìa. Quay không cần đặt máy luôn. Được mỗi tí nhỉ.
không yên, không không ở đâu. Không ở đâu, chưa lắm. Có cái này nó dính này. Đây. Đây này, cái quả này này. Quả này dính ác lắm. Đấy. Anh lại quay góc này đi. Quay cả mặt em. Giống như máy GoPro anh đang ngồi. Ừ. Cái chân ngắn ngắn như thế hay phết. Như dễ. Không phải cầm nhiều. Bắp nếu mà ấy là bắp đầy hạt lắm. Chân này hay đủ. Chân này là không, chân này nó phải là một cái cắm. Ừ. Nhưng mà một cái cắm lúc mình vào nền bê tông thì mình chả cắm được. Đây này, hạt đầy lắm đây này. Không phải là không có hạt đâu, phải đây nó xấu là tại đợt đấy mình bón phân kệ. Ừ, bón đạm muộn. Bón đạm muộn quá. Thì cái bọ nhảy kia làm nào? Có thuốc rồi. Nhưng mà mai đến mình rồi. Cái gì làm ra được? Ừ, sợ mai nó thì nó mới có thôi, mới sớm rồi. Đúng rồi, mai đến mình rồi. Như có ngày mình quay cục trắng thì là mình ấy cục đen. Ừ, nghĩa là cái dây sạc cái cục đen vào hiểu không? Là ngày trước cái dây sạc của ông mà cái đợt em bảo dây mới thì như thằng Đức nó cầm về rồi. Nhưng mà cái dây này kén nó chịu mà. Đâu, cái dây đấy dây mới mà, có phải cái dây như này đâu. Cái đoạn dây mới tinh ấy không biết à? Hình như thằng Đức nó cầm về để sạc đấy rồi. Cái loại này là dây di động nó có dây ngắn. Ừ, nhưng mà đắt. Dây một gai. Nhưng mà tiện. Nó là sạc cấp tốc. Không, không phải sạc cấp tốc của nó ngắn, nó không dừng già. Không, đàn
hai đứa đàn nhạc. Đi quay đến cái thôi. Mới cầm quả gốc vào rồi. Riêng này đấy là không đến đâu à? Thank you.
ơi. Đây. Nó đang nhiều rồi.